Tại xã Quốc Phương, Sở Công Thương vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc huyện Nho Quan. Đây là một trong những hoạt động nổi bật tại tuần lễ Quốc Phương Đại Ngàn. Việc tổ chức phiên chợ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và tiếp cận người tiêu dùng trên địa bàn huyện, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng Việt. Các doanh nghiệp tham gia phiên chợ sẽ có cơ hội thực tế để nghiên cứu nhu cầu, tập quán, khả năng tiêu dùng của người dân huyện miền núi. Người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các sản phẩm mang thương hiệu Việt, từ đó thiết lập chuỗi liên kết sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Đối với huyện Nho Quan thì cái việc tổ chức tuần lễ Quốc Phương Đại Ngàn và ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm nay được chuẩn bị hết sức là quy mô và có một cái sự chuẩn bị rất là bài bản. Đây là một cái dịp, cái cơ hội để huyện Nho Quan giới thiệu các sản phẩm ô cốp, các sản phẩm đặc trưng có địa chỉ, địa lý và có thể gắn với du lịch. Và qua cái dịp này thì chúng tôi đã giới thiệu có thể nói là trên hàng chục cái sản phẩm của huyện Nho Quan. Phiên chợ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 với quy mô 30 gian hàng. Các mặt hàng được giới thiệu trưng bày tại đây khá phong phú, đa dạng, phản ánh sinh động thành tựu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, nhất là các sản phẩm đặc trưng vùng miền như mật ong, nhung hươu, trà hoa vàng, bình gốm, sâm bố chính, khoai sọ. Tham gia hội chợ như này hôm nay về đi đây thì thật sự là cũng được vui quá rồi, cũng có người bạn rủ mình để đi xuống đây để chơi thôi. Thế nhưng mà xuống đây thì thật sự mặt hàng nó quá là đa dạng luôn. Mình cũng sướng kiểu là những cái khác lạ tí thì mình muốn mua một chút nhiều thứ. Nói chung là mình ở dân mình thì không có, nhưng mà xuống đây rất chi là nhiều. Nên là tôi cũng thích mua. Cửa hàng chúng tôi là được Sở Công Thương mời về đây, về huyện Nho Quan để quảng bá về sản phẩm về sữa bột, cục hàng Việt Nam chất lượng cao. Chúng tôi cũng muốn mang những cái sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam đến tận tay đến những bà con ở thôn bản ở vùng xa xôi để hỗ trợ cho tương lai trẻ em ngày càng phát triển và thông minh vượt trội hơn. 100% hàng hóa trưng bày và bán tại phiên chợ là hàng Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân. Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình chúng tôi có một gian hàng, thế thì về đây để mà coi giới thiệu và trưng bày và các cái sản phẩm mà của 63 tỉnh, hội viên 63 tỉnh. Thế về đây thì chúng tôi mong muốn rằng là không những huyện Nho Quan mà các huyện khác và các địa phương khác đều coi như là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam để nâng tầm thương hiệu Việt và người sản xuất chúng tôi được yên tâm. Thông qua phiên chợ góp phần tạo điều kiện cho người dân nông thôn được tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao. Cùng với việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đây còn là cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường nông thôn, miền núi, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng khu vực nông thôn, góp phần kích cầu thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước.